Sau khi mà chèn xong rồi thì các bạn sẽ ra ngoài website chúng ta tải lại này. Đó thì lúc này các bạn thấy là ba cái nút này nó đã hiển thị ngoài website rồi này, bao gồm Zalo, Facebook và Hotline này. Chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ chèn các cái nút liên hệ vào website như là nút Hotline, nút Zalo hay là nút Facebook mà không cần phải sử dụng một cái plugin nào cả. Mà chúng ta sẽ sử dụng những cái đoạn code HTML để chúng ta chèn vào website, thì điều này nó sẽ giúp cho website của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn và tránh được những cái rủi ro bảo mật khi mà chúng ta sử dụng những cái plugin. Và để thực hiện được điều này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn tải giúp mình một cái file có tên là nút liên hệ, mình để link tải dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn tải về, các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ được một cái folder là nút liên hệ như này. Các bạn mở folder này ra thì bên trong folder nó sẽ có các phần là code chèn nút này, CSS và phần icon. Đó, thì để chèn thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ vào trong cái trang quản trị của website. Chúng ta sẽ vào trong phần media để chúng ta tải các cái icon lên trước. Vào phần media các bạn nhấn vào nút tải lên. Chọn tệp tin này, chúng ta sẽ vào cái folder nút liên hệ. Sau đó chúng ta sẽ vào phần icon. Chúng ta sẽ tải cùng lúc cả ba cái icon này lên. Để chúng ta sẽ sử dụng những cái icon này để hiển thị bên ngoài website. Tiếp theo, các bạn sẽ mở cái file là code chèn nút ra. Đây là một file text. Chúng ta sẽ mở cái file này ra và bên trong này chính là cái code HTML để cho phép chúng ta sẽ chèn các cái icon liên hệ lên trên website chúng ta. Thì các bạn Ctrl A, chúng ta copy. Copy cái đoạn code này và chúng ta sẽ dán vào trong thẻ body của website. Thì cái thẻ body này nó nằm ở trong cái file footer.php. Thì nếu mà các bạn sử dụng cái giao diện nào mà nó cho phép thì chúng ta có thể chèn được cái mã code vào thẻ body ở ngay trên cái phần tùy chỉnh của giao diện đó thì các bạn có thể chèn vào. Ví dụ như mình đang sử dụng giao diện Flatsum đây, thì mình sẽ vào Flatsum, mình chọn cái mục là Advanced này. Đó, thì tại đây Flatsum cho phép mình chèn code vào trong mục là Footer Script. Thì cái code chèn vào đây nó sẽ nằm trong cái thẻ là body. Thì mình sẽ dán cái code vừa rồi vào đây, paste vào đây và sau đó là mình sẽ kéo lên mình lưu nó lại. Đó, thì giao diện của các bạn mà nếu mà có cái phần cho phép là chèn code vào trong footer này thì các bạn sẽ chèn vào đây. Còn nếu mà các bạn không tìm thấy cái phần chèn đó thì các bạn sẽ vào trong mục giao diện này. Đó, sau đó chúng ta vào trong phần là thêm file editor. Đó, phần này thì các bạn cứ nhấn là tôi hiểu. Sau đó là các bạn kéo vào cái cột bên phải này, các bạn tìm tới cái phần là chân trang giao diện. Đây, chân trang giao diện thì nó chính là footer.php. Chúng ta sẽ click vào đây. Đó, và các bạn kéo xuống. Đây chính là cái thẻ body này. Đó, và chúng ta sẽ dán cái đoạn code đó ở trước cái thẻ đóng body này. Đó, chúng ta sẽ paste cái đoạn code đó vào đây như thế này, ở trước thẻ đóng body, và chúng ta sẽ cập nhật tệp tin là xong. Đó là hai cách mà chúng ta có thể chèn cái đoạn code này vào. Và khi chèn đoạn code này vào xong thì các bạn sẽ thay đổi các thông tin sau. Thông tin thứ nhất là Zalo, thứ hai là Facebook và thứ ba là cái phần hotline này. Thì đối với Zalo các bạn sẽ thay cái số điện thoại này bằng cái số điện thoại Zalo của các bạn. Đó, ví dụ mình sẽ thay đây. Đó, chúng ta viết liền nhé. Tiếp theo là các bạn thay cái đường link. Đường link ở đây là cái đường link chứa cái hình icon của chúng ta, hình icon Zalo. Thì các bạn sẽ thay cái từ cái chỗ HTTPS này đến hết cái chỗ PNG này. Có nghĩa là trong cái phần ngoặc kép này chúng ta sẽ thay bằng đường link cái icon Zalo của chúng ta. Thì chúng ta sẽ vào trong phần media. Các bạn vào trong phần media này, nó sẽ có ba cái icon mà chúng ta vừa tải lên. Thì mình sẽ click vào cái biểu tượng icon Zalo. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy phần là file URL. Đấy, thì các bạn sẽ Ctrl A và copy cái đường link URL này. Và chúng ta sẽ thay vào cái chỗ này thôi. Chúng ta sẽ paste thay vào đây. Đó. Tiếp theo là các bạn sẽ thay đối với Facebook. Facebook thì chúng ta sẽ thay cái phần đằng sau này, đằng sau cái gạch chéo của m.me này. Đó, thì ở đây cái fanpage của mình là I am Skygate. Thì các bạn của các bạn cái tên là gì thì chúng ta sẽ thay vào đây. I am Skygate như này. Facebook.com gạch chéo I am Skygate. Mình enter. Đó, thì nó sẽ ra cái trang fanpage của mình. Còn cái trang fanpage của các bạn thì cái đuôi đằng sau này nó là cái gì thì chúng ta sẽ thay vào trong cái chỗ phần này là được. Đó. Tiếp theo, tương tự như vậy thì cái đường link của icon Facebook thì chúng ta sẽ vào trong phần media. Đó, chúng ta cũng sẽ click vào đây, chúng ta copy cái đường link của nó, chúng ta paste thay vào đây này. Đấy, và cuối cùng là số điện thoại thì các bạn số điện thoại chúng ta sẽ thay số hotline chúng ta vào. Đó, chúng ta cũng sẽ viết liền nhé.
Và tiếp theo là cái đường link của cái số điện thoại. Đó, mình cũng sẽ copy này. Đó, sau đó là mình sẽ dán vào đây. Paste. Như vậy là xong. Và chúng ta sẽ tiến hành lưu lại. Đó, thì các cái thông tin này các bạn có thể là thay đổi ở trong cái file text này trước. Sau đó chúng ta sẽ copy vào vào cái website của chúng ta. Hoặc là các bạn copy vào website của các bạn rồi các bạn thay đổi cũng được. Đó, và chúng ta lưu ý là thay đổi đúng các cái thông tin này. Và chúng ta tránh là thay đổi những cái chỗ khác nhé. Vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái code hiển thị chúng ta. Đó, sau khi mà chèn xong cái code HTML này rồi. Thì các bạn sẽ tiếp tục mở cái folder ra. Và các bạn mở cái code là CSS ra. Các bạn sẽ kích vào đây. Đó, đây chính là cái mã quy định. Cái màu sắc và vị trí hiển thị của các cái nút của chúng ta. Thì chúng ta cũng sẽ Ctrl A. Kích vào đây chọn copy này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào trong cái phần file CSS. Thì nếu mà giao diện các bạn hỗ trợ cái phần để chèn CSS vào thì chúng ta cũng sẽ chèn vào đó. Còn nếu mà không có thì các bạn cũng sẽ vào trong phần giao diện thêm file editor này để chúng ta dán vào. Thì ví dụ như ở đây mình sử dụng giao diện Flatsum thì nó sẽ có cho mình cái phần là event này. Các bạn cũng vào Flatsum.event và đây nó sẽ có phần là custom CSS để cho phép mình là chèn những cái code CSS tùy biến của mình ở bên ngoài vào. Thì các bạn có thể vào đây chúng ta sẽ kéo xuống. Đấy, ở đây thì mình đã chèn một số code CSS khác rồi, bây giờ mình chèn thêm thì mình sẽ paste nó vào đây thôi. Đó, và sau đó mình nhấn lưu lại. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể ở trên cái giao diện các bạn ấy, các bạn có thể vào tìm cái phần là theme option hoặc là theme setting, chúng ta click vào đó. Và hầu như là giao diện nào cũng sẽ có phần là chèn CSS này. Thì gọi vào đó, sau đó chúng ta sẽ tìm tới cái phần là CSS bổ sung này. Đó, CSS bổ sung hoặc là thêm CSS vào và chúng ta cũng sẽ dán cái đoạn CSS đó vào như thế này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ nhấn đăng thôi. Đó, đấy là hai cái cách mà chúng ta có thể chèn vào. Sau khi mà chèn xong rồi thì các bạn sẽ ra ngoài website chúng ta tải lại này. Đó thì lúc này các bạn thấy là ba cái nút này nó đã hiển thị ngoài website rồi này, bao gồm Zalo, Facebook và Hotline này. Về ví dụ mình click vào Zalo thì nó sẽ chuyển tới cái Zalo của mình. Tiếp theo mình click vào Facebook. Đấy, nó cũng sẽ chuyển tới phần chat với Facebook. Còn hotline thì trên điện thoại nó mới hiển thị. Thì chúng ta nhấn vào thì nó mới gọi được cho chúng ta. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể thực hiện một số thay đổi với những cái nút này. Ví dụ như là các bạn muốn thay đổi vị trí. Nút nào lên trước, nút nào lên sau. Thì đơn giản thôi, các bạn quay trở lại cái phần thẻ body mà khi nãy các bạn chèn các cái nút của chúng ta ấy. Thì các bạn thay đổi lại vị trí của các cái nút thôi. Phần chân trang giao diện này. Đó. Thì ví dụ như là đây các bạn nhìn cái code này nhé. Đây là bắt đầu từ code chat Zalo này. Đến hết cái thẻ đóng deep này. Đây là cả một cái đoạn code của Zalo. Tương tự như vậy, cái đoạn dưới này đấy, thì nó là cả một cái đoạn code của Facebook. Ví dụ bây giờ mình muốn cho hotline lên trên chẳng hạn, thì mình sẽ copy hết cái đoạn code của hotline này đến cái thẻ đóng deep này. Đó, mình sẽ cắt này. Đó, sau đó là mình sẽ dán lên trên trước cái Zalo. Đây là cái Zalo này. Mình enter xuống dưới. Sau đó mình sẽ dán cái hotline lên trước. Đó, sau đó mình sẽ nhấn cập nhật tiệp tin. Sau đó mình sẽ ra ngoài website mình tải lại. Thì các bạn sẽ thấy là cái hotline nó sẽ lên trên. Tiếp theo nếu mà chúng ta muốn chuyển toàn bộ ba cái nút này sang phía bên phải thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta sẽ quay lại cái phần code CSS, phần event này. Nãy mình chèn ở trong phần code CSS ấy. Thì các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái chỗ phần là left 20 pixel này. Đó, chúng ta sẽ đổi thành right. Left là bên trái, chúng ta đổi thành right thì nó sẽ nhảy sang bên phải, right như thế này. Sau đó chúng ta nhấn lưu lại. Đó, sau đó mình sẽ nhấn sau đó mình sẽ tải lại website này. Đấy, thì các bạn thấy là các cái nút của mình nó đã được nhảy sang phía bên phải rồi này. Đấy, còn muốn trở lại bên trái thì các bạn đổi right thành left thôi. Một cái nữa đấy là chúng ta muốn thay đổi các cái chú thích khi mà đưa chuột vào các cái nút này. Ví dụ mình đưa chuột vào nút trên đầu nó sẽ là call hotline này. Đưa chuột xuống dưới thì nó chat Zalo, đưa chuột xuống dưới thì nó là chat Facebook chẳng hạn. Mình muốn thay đổi nó thì các bạn lại quay trở lại cái phần editor của theme này. Sau đó chúng ta sẽ vào trong cái phần là chân trang giao diện khi nãy. Đấy, chúng ta sẽ đổi lại. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái phần title này. Đấy, chúng ta call hotline, ví dụ mình chỉ để là hotline thôi. Thì mình sẽ để là bỏ cái chữ call này đi. Đó, tương tự như vậy, ví dụ chat Zalo thì mình muốn chỉ để là Zalo thôi chẳng hạn. Chat Facebook thì ví dụ mình sẽ sửa thành là Facebook Messenger chẳng hạn. Như thế này. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhấn cập nhật tiệp tin.
Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ ra ngoài website mình tải lại này. Đấy, các bạn thấy là bây giờ nó sẽ thay đổi theo cái mình vừa tùy chỉnh rồi. Thì đó là cái cách để chúng ta sẽ chèn các cái nút liên hệ này vào website mà không cần phải sử dụng plugin và tùy chỉnh theo code theo ý của chúng ta. Hy vọng rằng video đã giúp được cho các bạn. Chúc các bạn thành công.